rồi anh em nhé. Sau khi mình quá trình mình treo lên được tầm 40 phút thì em nó vẫn là thể hiện, vẫn là rất là đẳng cấp. Mình cũng xin giới thiệu lại, đó là con chim chim mồi nhé, chim mồi, chim mồi 3-4 mùa rồi, chim thuần thuần đét rồi. Bộ chung mình ống lông cực mỏng, màu siêu lân, giấy ngựa chim rất là dữ, lết rất cầu, rất là hay luôn. Anh em cái con hàng này thì alo Đức, số điện thoại 036 5600 511. Giá ra đi là 4,5 triệu anh em nhé. Anh em nào kết thì là vào việc. Mình cũng xin nói thêm là con chim nó có tuổi lồng rồi, già mùa rồi, 3-4 mùa là chim thuần rồi, rất là dễ chơi về anh em, chỉ việc chăm sóc tốt là nó chơi thôi. Cái lực thì tạm thời là mình đang test ở tại nhà nhé, là không biết ngớn được chủ đối thủ nào luôn. Là được tầm 4-50 phút rồi nhé, vẫn chạy đều, còn đằng sau mà càng chơi mạnh thì nó lại càng chơi mạnh. Và hàng này anh em về mà đi cà phê cà pháo thì cứng đét luôn, chắc chắn là cứng luôn, vì anh em về anh em nuôi chăm tốt hơn, chăm tốt hơn, thức ăn tốt hơn và được chế độ tốt hơn thì chắc chắn nó sẽ phải chơi tốt hơn. Đức ở Chí Linh, Hải Dương nhé, ship toàn quốc cho anh em. Con hàng trời khá là đẹp mắt, hy vọng là anh em nào có duyên thì về chăm nó, đưa em nó lên đỉnh nhé. Mình cũng xin nói thẳng luôn là quái thú của Hiệp Đồng Nai nó còn 15, 17 năm người ta còn cho đi thi được không à. 3-4 vụ là cái gì? Càng già mùa thì nó lại càng lì, càng trai. Anh em nhé, anh em chỉ có về đi tập dượt nhiều là tương lai đấy anh em. Nết rất là hay luôn. Nói thẳng ra là mình theo dõi gần tiếng này rồi, chưa thấy nó bỏ một nhịp nào, và hay là đặc biệt là không bao giờ rỉa lông luôn, mình khẳng định anh em thế, chưa một lần lên đàn mà tí nó em nó hơi nó bỡ ngỡ tí thôi, lên đàn nhỏ nhỏ 4-5 con này nhưng mà nó không biết ngớ một đối thủ nào luôn. Ok anh em nhá.